2. Thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục đến series Warface. Nhưng mà mình mới vừa đi quay thử cái cây Bushmaster mới á, nên muốn lấy ra mình test. Mình cũng không có hứng gì quay vĩnh viễn đâu, mình chỉ quay cho có ngày thôi, không mình xài mình thử nó thôi. Gì hết? Cảm giác nó nặng nặng giống như cây mũ của Mana 5. Má đeo găng tay gì mà diễn chứng chậm đi chơi. Cái gì á? Đây hả? Mình tưởng ở bên kia chứ. Ê, Titan! Titan! Chiều kia đâu vậy ông? Titan nữa. Biết gì mình nên đập đèn. Cái gì á? Gì á? Thấy chưa? Biết mà. Trời, phòng bắt đầu sớm rồi hả? Mình tưởng mới chứ mình ra mình bật nhạc cho mình làm clip cho cái đẹp. Bắn khá ngon chứ. Úi, á mình nghe cái tiếng rồi, quay qua không kịp. Chết rồi. Nữa. Chạy hả? Mày ly nè, ấy. Phải chết thôi. Úi. Bên đây à? Ê. Ê! Kỳ cục vậy? Đù, không thấy mình luôn hả ta? Ghê thế. Ly nè, lục nữa. Chơi đàng hoàng cha. À quên, phòng này hình như chỉ cấm auto semi thôi mà. Hay, ông hay á. Ông biết thì chạy qua đó luôn á. Ê, Titan nữa. Chém xét. Thấy nó không ổn. Ấy.
ấy gì vậy? Có ai đây nữa không? Biết. Thôi mà lâu lâu trở lại thấy mình bắn vậy cũng khá ổn rồi. Đẹp. Chứ mình sợ cái kiểu mà vô cái ngập hầm luôn á. Há hụt kìa. Chết rồi hả? Nghe tiếng gần lắm rồi ta, dưới chân hả? Súng gì cái nòng chà bá gì cái barret vậy? Thôi. À đó mình nên chiều rồi đúng rồi. Không chấm top được. Mà 2222 luôn, mà cái số đẹp VL. Cũng đúng, mình vô sao mà. Mà vô sao cày thiệt chứ. Mà ổng kém bấm sát bắn ghê chứ. Để coi mình vô mình cho mấy bạn coi chỉ số cây này. Nói trận này nhiều pha chip ngu, còn nhiều pha như thánh. Đây là cái súng nè. Mình có ngày thôi nha, chứ để test cho mấy bạn coi thử thôi. Đây nồng như cái barret á, nhưng mà nó chung chỉ gắn được cái ống nhắm thôi, như chơi tét vậy. Thôi cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình nha, nhớ like cũng như subscribe để ủng hộ kênh của mình nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn nha, bye bye.